Rất nhiều đấy, là nguồn cả hộp, đóng hộp ở đây các bác. Mỗi thứ cho mỗi ít ạ. Thì báo cáo các bác là em sẽ lần lượt từng mã cho nó nhẹ nhé. Lần lượt từng mã cho nó nhẹ nhà. Chứ không có. Đây là lọc nguồn này. Lọc nguồn này là có tác dụng là lọc nguồn dê. Cái củ lọc nguồn này là của Thụy Sĩ. Cái lọc nguồn này rất tiện cho các bác, là các bác có thể lắp thay thế cái lọc cái củ cắm nguồn của mình ở phía sau âm ly luôn nhé. Thay thế củ cắm nguồn phía sau âm ly nhé. Đấy, thay thế củ cắm nguồn phía sau âm ly. Nên vì vậy những cái củ như thế này thì nó có tính năng, đây các bác nhìn này, có tính năng lọc nguồn. Cái dòng này của Thụy Sĩ ạ. Tất cả những dây đem vào em cầm cho cẩn thận nhé, chứ không phải em kéo như cái kiểu vừa đây nhé. Em vo nó thút hết vào, giật thế lúc gửi cho khách không, những cái mặt hàng này không test được cho khách về nó đứt thì làm nào. Dây cuốn từng loại một ra từng loại, chứ không thể làm ẩu được. Chưa làm âm thanh này, nhìn này, lúc gửi về cho khách đứt, xong lại quay lại, quay đi quay lại, gửi đi gửi lại ship, phải mất việc không. Cái đấy anh vừa cuốn lại rồi đấy, chú thút nó chặt hết vào lung tung, làm nó phải, đã bảo rồi làm cái đồ này không vội vàng, cẩn thận. Đây là món lọc nguồn của Thụy Sĩ này. Cái này nó kiêm lọc nguồn và kiêm cấp nguồn. Các bác chỉ cần nhấc cái phía sau ra, nhấc cái phía sau của âm ly của quý vị ra, thì quý vị thay cái này vào, nó vừa có tác dụng để cắm đầu nguồn vào, vừa có tác dụng. Đây, tất cả trên này là sơ đồ lọc nguồn, lọc nguồn hết. Đây, lọc nguồn dài từ 120/250 điện. Chưa ạ? Con này 4A, thoải mái cho một cái âm ly 4A. Đấy, sơ đồ của nó đây các bạn. Con này là củ cắm nguồn kiêm lọc nguồn của Thụy Sĩ. Thụy Sĩ mức giá là 200k một chiếc, 200k một chiếc các bạn. Tùy. Đây, 200k một chiếc, nó 4A. Bắt đầu gọi thông cảm cho em. Sang đến cái lọc nguồn thứ hai, đang lọc nguồn thì tiếp lọc nguồn luôn. Cái này 200, cái này là mức giá 800k. Đó là lọc nguồn Okia của Nhật. Con này Okia Made in Japan của Nhật Bản. Con này quý vị có thể lắp cho cả một phòng, gọi là một tầng dưới nhà đấy. Bởi vì con này nó 30A. Đây, 30A cơ mà. 30A có thể lắp cả một tầng ở dưới. Con này là dòng này của Nhật Bản. 800k một chiếc. Con này còn 3 pha luôn các bác ạ. Các bác nhìn nhé, 3 pha. 3 pha. Đây sơ đồ đấu cho các bác đây ạ. Các bác nhìn nhé. Hai lửa một mát đây rồi. Đấy. Đường in là đường vào, vào đây, ra đây. Đường ao ra. Tất cả các bác về cứ nhìn sơ đồ hộ em nhé. Họ ghi rất là rõ ràng thì đấy rồi. Mức giá 800k một chiếc. Hàng của Nhật Bản. Những cái này thì quá rẻ cho các bác rồi. Các bác lấy hẳn những con này về bác gắn ra ngoài, gắn ra một góc nhà hoặc là trên một hiên tránh rồi. Trước cái đường cấp điện vào nhà mình là nó lọc cả nhà luôn. Được chưa? 800.000 một chiếc. Đó là xong vấn đề lọc. Xong vấn đề tiếp theo đó là cái dây này thì báo cáo quý vị là rất ít có trên thị trường. Có nhiều bác dùng một số đồ như là một số đồ âm ly đời trước hoặc là đồ cối, rồi là một số loại đài. Đây là jack AV ra 5 chân hoặc 5 chân với AV. Đấy. AV ra 5 chân hoặc 5 chân với AV. Đấy. Đây. Dây của nó đây. Rồi. Có chống nhiễu tất cả hết rồi các bạn. AV về 5 chân, 5 chân về AV. Cái con này nó lại dập cái đường chữ này, nó bóng rất là khó đọc các bạn. Subwoofer cái gì đây. Đấy. Rất là khó đọc. Được chưa? Thì bây giờ là em đọc trên này đi. Đọc tạm ở trên cái này gọi là, đây, bác nhìn đọc tiếng Anh thì em rốt XLOHT à. Đấy, dây này đường dây là AV ra 5 chân nhé. Cái này 700k một dây, dòng dây này rất ít có trên thị trường.
mà cũng ít người mua, nhưng em vẫn phải lấy về 700k một dây. Dây bác cứ báo là dây 5 chân AV hoặc AV 5 chân. Sang tiếp tục đến dòng dây Acufei. Dây Acufei, thương hiệu Acufei thì quá nổi tiếng rồi các bạn. Đây, dây Acufei mức giá 1.3 triệu, dây AV Acufei mức giá 1.3 triệu. Dây Acufei này, tất cả đầu mạ vàng rất là đẹp, thấy chưa? Mạ vàng ngoài đẹp ra thì nó tiếp xúc có tín hiệu rất là tốt, chưa? Acufei. Đấy, dây được mềm nhũn này. Đấy. Này, hiện thân dập Acufei này. Có bác chú ý hộ em là có chiều mũi tên này, các bác cắm đường tín hiệu theo chiều mũi tên cho em nhé. Acufei made in Japan, chưa? Made in Japan. Đấy. 1.3 triệu một bộ dây Acufei này, có cục chống nhiễu về dài trên thân luôn nhé. Có chống nhiễu luôn ạ. Đấy, mức giá 1.3 triệu. Sang đến dây đây. Cái dây này thì các bác biết rồi ạ. Dây này là dây quang. Dây quang ở ngoài thị trường mình bán nhiều lắm, nhưng mà nó không phải là dây này. Cái dây nó đen nó to bằng 3-4 cái đầu tăm mình ấy. Đấy, dây đen, màu đen đấy. Nó có mấy chục nghìn cái, 5-70 cái. Còn đây là dây quang, dây cấp tín hiệu từ TV Internet xuống đầu giải mã, hoặc là từ các đầu CD có đường quang ra đến giải mã cho các bác. Đây, đây là dây quang Litton USA, Litton USA, mức giá 400k một chiếc. Cái chiếc này nó dài khoảng 1.2 m đến 1.5 m gì đấy. Litton. Các bác về bác tháo đầu nút này ra cho em nhé. Tháo đầu nút mới cắm được, nhiều bác về không cắm được ấy. Tháo nút này ra mới cắm được nút bảo vệ này. Khi mình cắm vào cái đầu này nó sẽ đỏ lên, là thông dây. Đấy. Được chưa? Nhớ về là rút cái đầu núm này ra cho em. Em cũng dính mấy bác gọi rồi bảo tại sao không cắm được vào, của bác nó to hơn không cắm vào được. Bác về phải rút cái đầu bảo vệ đây ra. Được chưa? 400k một chiếc. Là dây quang. Sang đến dây 3.5, gọi là, hay em thường gọi là dây 1-2 cho nó dễ, bởi vì nó là một đầu 3.5 này. Đầu này là 2 thì gọi là dây 1-2 cho nó nhanh, nó dễ. Dây Uchalin này thường xuyên, dòng này có chống nhiễu này, có chống nhiễu tất này cho các bác nhé. Chống nhiễu toàn thân dây bọc vào và chống nhiễu hết luôn. Uchalin này mức giá cũng 400k một sợi này. Các bác cắm cho TV, máy tính, điện thoại, laptop vào bộ dàn nghe nhạc của mình, được chưa? 400k một sợi Uchalin. Ngoài Uchalin này ra thì có cả dây Benkin hoặc là dây này, nó có cả dây nữa. Đấy. Ngoài Uchalin thì còn có Benkin. Benkin là dòng dây của Đức nữa, cũng 400k một dây. Đấy. Con này nó chỉ theo chiều mũi tên thì chắc chắn rồi. Đấy, cũng là gọi là dây 1-2, nhưng dây Benkin cũng 400k một chiếc, một sợi này. 400k một sợi. Nó dài tầm 1.2 đến 1.5 m. Được chưa? 400k. Tiếp theo đến dây này là dây nối dài. Dây này là dây nối dài ạ. Dây nối dài thì em để ra đây hai màu cho bác thôi. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh thỉnh thoảng vẫn có. Đây là dây nối dài. Dây nguồn ấy, dây điện đấy. Dây điện. Mà dây này mỗi một cuộn này là 20 m. 20 m. Thì em hỏi các bác là 20 m mà dây. Dây này là dây của Nhật, chứ bác đừng thấy chữ này bác bảo là dây của chữ tàu thì chết em nhá. Dây Nhật hết ạ. Dây này một cuộn này là dài 20 m. 20 m mà trong đó là đã có đầu cắm xịn này. Nó cắm xịn luôn này. Chưa? Đầu nối dài xịn này, một rắc này, hai rắc này, ba rắc. Mức giá 600k. 600.000. 600.000 một cuộn dây 20 m nối dài này. Báo cáo với các bác là để tính đi tính lại thì nó phải nói là nó rẻ. Và các bác cứ tính như dây điện của Việt Nam mình bao tiền một mét thì 20 m bác đã phải mua mất bao tiền rồi. 20 m cái dây đều thì các bác cũng phải mua mất khoảng 200-300 nghìn trở lên rồi. Dây Việt Nam nhé, được chưa? Nó chưa đến nói đấy là dây Trần Phú, dây Sino gì đấy, chưa nói đây dây Nhật thì chưa, lại còn hai đầu nối dài có hai ổ cắm sẵn. 600.000 một bộ này, dây nối dài 600.000 cả cuộn này luôn đấy, màu đỏ cũng như vậy, 600.000 một bộ. Sang tiếp tục đến với lại dây loa. Đây là dòng dây loa Benzen. Dòng dây loa Benzen. Dây này dài 2.5 m một sợi. 2.5 m. Đây là một bộ nhé. Một bộ dây này dài 2.5 m. Được chưa? Một bộ. Một bộ này có mức giá là 800k.
800k một bộ ạ. 800k một bộ này. 800.000 một bộ này. Quá đẹp. Đẹp chắc chắn, được bảo vệ. Đây đi dù rất là chắc chắn. Đặc biệt là cải thiện chất âm tuyệt vời luôn. Bác nào thích chất bass sâu, ấm, mềm, dùng em nó. Đây, dây benzen. Đi nữa đây. Thì báo cáo quý vị là dây này 800.000 một bộ. Đây, một bộ đây, một bộ là một cuộn vào đây. Trong này là cắm được cả hai cái loa. Đấy. 800.000 một bộ. Sang đến đây không lại chuyển quên thôi cứ lần lượt. Sang đến đây. Đường bộ dây tín hiệu AV. Dây AV quan trọng lắm ạ. AV dây loa rất là quan trọng. Các bác mua về các bác dùng sẽ biết ngay. Đây là dây AV đôi 46 số 9 đi. 6 số 9 của Canada. Dây này là dây của Canada đấy, đây. Dây của Canada. Bác chú ý có mũi tên cắm hướng dẫn cắm chiều tín hiệu. Các bác cắm chiều tín hiệu đi theo chiều mũi tên hộ em. Đây là dây của Canada nhé. Có mức giá 400k một bộ này. 400k thì nó quá bèo ạ. Các bác đi mua cái dây AV đều đều ngoài thị trường bây giờ dây đều đều các bạn phải mất mấy chục nghìn. Cả trăm nghìn được cái bộ dây vẫn Việt Nam dùng nó đều đều. Em nói thật đấy. Giật cái nó giãn hết này. Đây 400.000 không bỏ tiền công bác nhìn cái chất dây này. Dây này em cho các bác cầm dây bác kéo co luôn nhá, không thể đứt được. 400k một bộ này. Sang đến đã tiếp tục bộ dây này là bộ dây cao cấp rồi, mức giá 2.9 triệu. 2.9 triệu. Đó là đôi Mark Levison made in USA này. Con này. Bộ này có mức giá 2.9 triệu. Những cái này chỉ cần đọc tên này thôi. Hoặc là em quay tên em đọc có sai thì em quay như này các bác chơi âm thanh các bác biết ngay. Đấy. Bộ này 2.9 triệu. Bộ này là dây AV 2.9 triệu. Em đọc tên là các bác biết ngay. Đây. Bắt đầu gọi điện thông cảm cho em thôi. Đấy. Bộ này là 2.9 triệu ạ. Sang tiếp tục với dây AV tầm vừa tiền. Đây là dây AV Master. Đây là dây AV Master ạ. Đây là dây Master, được chưa? Dây Master. Các bác chỉ cần bớt 1-2 cốc cà phê là ra ngay em ạ. Dây Master này nhé, có mức giá là 300k một bộ này. 300.000 một bộ, phải nói là quá rẻ rồi. 300.000 một bộ dây Master này. Được chưa? 300.000 một bộ. Nhưng Master dây AV đấy, dây AV Master. Tiếp tục đến dây AV nữa. Con dây AV này là dây này nhiều lúc các bác chơi dây âm thanh các bác phải nhìn cái chất đầu mạ của nó này. Đây này và thương hiệu nhá. Dây này của Đức mà đây. Giá 700.000. Quá bèo. Dây của Đức đấy. Đây là dây gì đây, hãng gì đây, em đọc luôn hãng cho các bác. Obex, hãng dây Obex của Đức. Obex đây, Obex được chưa? Obex Germany. Obex Germany, đây là hãng dây đến từ nước Đức, mức giá 700k một bộ dây AV này. Obex dây AV của Đức 700k một bộ. Obex ạ, 700k một bộ được chưa? Sang đến đây. Tiếp tục dây AV Acuphay. Acuphay thì nó quá nổi tiếng rồi. Acuphay nói về dòng loa rồi là dây phụ kiện Acuphay. Acuphay này 1.500.000 một bộ AV ạ. 1.500.000 một bộ dây AV Acuphay này. Tôi kéo cho bác đây. Các bác nhìn kỹ hộ em nhé. Từ cái nước mạ. Đấy, tiếp xúc tín hiệu này. Đấy. Bên trong đường tiếp xúc tín hiệu mạ vàng hết. Bác nhìn hộ em này, trên đầu này có chỉ có đánh dấu mũi tên để chỉ cho đường tín hiệu đi. Mũi tên như thế này, cái đầu có mũi tên như này, hiện tại như này thì các bác phải cắm cái đầu này vào đầu đĩa CD. Vì đầu đĩa CD nó sẽ đi tín hiệu đi theo, đi ra để đi xuống âm ly thì bác phải cắm cái đầu này, đầu đang có mũi tên này vào đầu CD để tín hiệu nó chạy ra mà. Đấy. Các bác cứ về cắm tín hiệu theo chiều mũi tên theo đây. Đây là Acuphay 40 gì đây? 40TH à, cái gì đây?
Đấy. Dây này mà có 1,5 triệu nhé, có 1,5 triệu. Đấy, 1,5 triệu bộ dây AV của Agofay. Sang tiếp đây nữa, đó là dây nót đót, nóc đót hay thường gọi là nọc độc, có giá là 1,6 triệu một bộ này. Bộ dây nọc độc này thì báo cáo các bác là cho chất âm sáng tươi, con này đều hết các giải, giải chung giải tép của bác, sáng lắm, nó tươi lắm. Riêng dòng nót đót hay các bác thường gọi là nọc độc này, nọc độc của USA này, các bác đã thì xem ở một số kênh giới thiệu về sản phẩm audio có những bộ dàn mấy chục tỷ đấy. Mấy chục tỷ, nguyên cái hãng dây của nót đót là nó đã chiếm với 10 mấy tỷ rồi. Nót đót 1,6 triệu một bộ này, AV nọc độc, gọi là nót đót hay nọc độc này. Nhựa. Sang đến đây, đây là dây loa quân sự, dây loa quân sự, dây này thì được lấy từ dây thông tin quân sự, nó không được dài, nó cũng chỉ tầm đủ kích thước cầm 2,5 mét rồi nó ngắn hơn, người ta đã ghép bằng thủ công. Dây này chất âm tốt lắm, hay lắm.